Sáng ngày 11 tháng 11, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình dự thảo nghị quyết quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những chính sách được cụ thể hóa từ nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định các lĩnh vực ưu tiên gồm lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistics, công nghệ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, chuyển đổi số, an ninh mạng. Dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn dựa theo các tiêu chí sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện, hiệu quả kinh tế hoặc tác động xã hội, thị trường tiềm năng, ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chi hỗ trợ 40 triệu đồng một dự án và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng một dự án. Ở giai đoạn ươm tạo, hỗ trợ 80 triệu đồng một dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng một dự án. Ở giai đoạn tăng tốc, mức hỗ trợ 400 triệu đồng một dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng một dự án. Tổng dự toán bố trí cho hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 với 17 tỷ đồng. Tổng kinh phí triển khai chính sách này trong 5 năm tiếp theo khoảng 210 tỷ đồng.